Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đuổi việc cán bộ che giấu tài sản là cách diệt trừ tham nhũng. Vào hôm 30 tháng 10 vừa qua, ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 130/2020 về việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kèm theo nghị định là mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ. Những người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, tại doanh nghiệp, nhà nước phải công khai bản kê khai tài sản này. Đây là hình ảnh bên trái là đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cùng cả gia đình mua quốc tịch đảo Ship mà riêng phần của ông ta được cho rằng đã chi ra tới 60 tỷ đồng cho cuốn hộ chiếu này. Tuy nhiên, trưởng ban tuyên giáo của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Nguyễn Như Khuê, hình bên phải, lại nói rằng bây giờ cứ xoay quanh việc truy tìm làm sao cho bằng được số tiền của ông Phạm Phú Quốc ở đâu ra, có tài sản hay tiền gửi euro để mua quốc tịch là không nên. Và việc công khai đã được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã có lời nhận xét như sau. Trong luật cán bộ công chức cũng có chuyện kê khai tài sản, trong việc chống tham nhũng cũng có chuyện kê khai tài sản, thậm chí là không kê khai trung thực còn bị đánh thuế, bị tịch thu tài sản. Nhưng ở Việt Nam nó rất khó, bởi vì cứ làm căng như thế thì ai sẽ xử ai đây? Người ta nói vui là một ông cán bộ sau 75 năm trong chiến khu ra chỉ có một cái ba lô mang trên lưng, bây giờ tới mấy cái nhà mang trên lưng, ai xử ai bây giờ? Nếu làm mạnh mẽ, rộng rãi và làm được thì công khai tài sản ra cho dân biết. Còn mức trong phạm vi hẹp thì công khai trong nội bộ đảng. Mà trong nội bộ đảng phải có tranh cử, ứng cử, bầu cử thì mọi chuyện mới được phơi bày. Chỉ nhìn vào khẩu hiệu, chữ nghĩa thì nó vô cùng hay. Nhưng thiếu cơ chế, thiếu thể chế thích hợp nên việc thực hiện không đi về đâu cả. Theo ông Trần Quốc Thuận, việc cho dân bầu cử, ứng cử tự do là chuyện mà ông gọi là trong mơ. Bây giờ chỉ cần làm bước cơ bản là bầu cử, ứng cử tự do trong nội bộ đảng. Bởi khi chưa ai có chức vụ, có quyền mà tranh cử với nhau, thì tự nhiên người ta sẽ nói toạc ra hết, công khai hết mọi chuyện. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết thì cho rằng, chủ trương về kê khai tài sản thì cũng là bình thường, nếu như việc kê khai đó để làm rõ tính minh bạch, tính xác thực của tài sản mà họ có. Vấn đề ở đây là kê khai thì bước tiếp theo sẽ làm gì? Ông cũng bày tỏ quan điểm của mình như sau. Cái việc kê khai đó nhà nước tiến hành bằng luật gì? Nó có phù hợp với quy luật tập quán chung của xã hội hay không? Có phù hợp với cái quy định mà nhà nước quy định ra cho những người có quyền làm ăn, thu nhập chính đáng hay không? Còn thu nhập không chính đáng thì lại là chuyện khác. Đây là hình ảnh vụ ông Hoàng Văn Trường, 66 tuổi, nguyên bí thư thành phố Nha Trang, bị dao đâm đứt tĩnh mạch cổ gây chấn động. Nhưng cư dân mạng lại sầm sì chuyện chủ yếu vì căn biệt phủ quá lộng lẫy xa hoa, dù chỉ nhìn từ bên ngoài cũng đánh giá được giá trị căn biệt phủ này không dưới vài trăm tỷ đồng. Tôi nghe nói ở một số cơ quan lớn như ở Bộ Chính trị hay một số những cơ quan cao cấp khác thì có quy định cán bộ phải kê khai tài sản hết. Tôi nghe chứ tôi không thể thấy văn bản. Người ta cũng có thi hành, có kê khai, vấn đề là kê khai rồi để đó chứ không có ai thẩm tra, xem xét, xem kê khai đó có đúng hay không. Việc kê khai tài sản quan chức được nói đến nhiều năm nay khi nhiều cán bộ có dinh sự đồ sộ đã bị phơi bày trên mặt báo chí. Chẳng hạn như biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, ông Phạm Sĩ Quý, hay biệt phủ của ông Hoàng Quốc Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La. Vào cuối năm 2014, hai quần thể biệt thự xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân, Đà Nẵng đã bị phát hiện. Chủ nhân là ông Phan Như Thạch, một thiếu tướng công an vừa về hưu, và là đại gia vàng tên Ngô Văn Quang. Vào cuối năm 2019, Chánh thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kế hoạch thanh tra năm 2020. Và kế hoạch này đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là ông Nguyễn Đức Chung phê duyệt. Kế hoạch này có thêm nhiệm vụ thanh tra kiểm tra việc kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Và Nghị định 130/2020
đã được ban hành nêu rõ mức độ kỷ luật dành cho những người kê khai sai quy định hoặc cố tình tẩu tán tài sản. Theo đó, người không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng. Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm hoặc giáng cấp bậc hàm. Đây là hình ảnh biệt phủ Yên Bái của gia đình ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, có khuôn viên rộng tới 13.000 m², có hồ nước, cây cầu, thảm cỏ, sân chơi thể thao, vân vân. Ông Lê Văn Chiết cũng nhận xét về tình thức kỷ luật trong nghị định mới ban hành như sau. Tôi nghĩ nếu kê khai mà tài sản bị tẩu tán hay che giấu, không khai sự thật thì sẽ phạm với quy định, nghị định về kê khai tài sản. Nếu kê khai thì phải kê khai rõ ràng, không tẩu tán. Có tẩu tán là tài sản không minh bạch rồi, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, nếu kê khai không đúng sự thật, có 10 mà chỉ khai 1 thì người ta có quyền xem xét để xử lý. Phải như vậy nó mới công bằng trong xã hội, mới nghiêm minh trong việc kê khai tài sản, mới minh bạch trong việc sở hữu tài sản. Theo nhận định của những người quan tâm, muốn kỷ luật được người kê khai không trung thực thì trước hết phải chứng minh người này khai không đúng. Đó là điều rất khó trong thể chế của Việt Nam hiện nay. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng rất khó để kỷ luật người vi phạm bởi theo thể chế ở Việt Nam hiện nay, những người lãnh đạo được chỉ định chứ không qua bầu cử. Họ có quyền sinh, quyền sát trong tay. Khó ai có thể yêu cầu họ phải kê khai tài sản của họ một cách trung thực được. Tuy vậy, để cho công bằng thì họ vẫn có những hình thức kỷ luật theo kiểu đem vài con dê ra tế thần. Đó là cuối năm 2019, hai cán bộ ở tỉnh Khánh Hòa đã bị kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản và thu nhập. Người thứ nhất là ông Đinh Sĩ Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh. Ông Hiệp bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do ông không kê khai nợ tiền sử dụng đất 67,6 triệu đồng vào năm 2014 và mảnh đất tại thị trấn Cam Đức và các năm 2016-2017. Ông cũng không kê khai khoản nợ 600 triệu đồng vào các năm 2016 và 2017. Người thứ hai là ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Ông Nam không kê khai tài sản là chiếc xe hơi mà ông nhận ủy quyền từ một Việt kiều Mỹ. Ông còn chiếm giữ 48 triệu đồng tiền thanh lý, hai hợp đồng thuê mặt bằng tại đảo Diệp Sơn của hai cá nhân. Ông Nam đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật với hình thức cách chức. Đây là hình ảnh từ việc làm từ thiện ở miền Trung, dân mạng đã đưa ra so sánh hình ảnh bên trái là bộ xương bọc da của người dân nghèo Quảng Trị với hình ảnh bên phải là căn biệt phủ dát vàng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tụi lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ cấp cao đến cấp thấp, nó tham nhũng trắng trợn đến mức độ công khai mà đứa nào dám làm được gì nó, một bạn đọc đã bình luận như vậy. Và nguyên cả hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam không có ai mà không ăn, bề ngoài đưa ra chính sách, nghị định chống tham nhũng chỉ là hình thức mị dân. Sống trên cái đất nước hình chữ S này thì mới hiểu bản chất của chủ nghĩa Cộng sản là như thế nào. Đâu phải tụi nó không biết cách chống tham nhũng mà gợi ý điều này. Chúng nó chống tham nhũng thì chúng nó ăn cái gì? Chúng nó chống tham nhũng thì sao con em chúng nó có tiền đi du học, mua nhà ở nước ngoài? Tiền đâu mua biệt phủ, tiền đâu có tấm vé định cư ở nước ngoài? Và chỉ có đuổi việc là một cách bao che cho các tội phạm đảng viên Đảng Cộng sản và chính thức công nhận đương sự có tài sản do tham nhũng là hợp pháp. Như vậy, các đảng viên Đảng Cộng sản lại rất vui mừng, càng ăn trộm tàn bạo tài sản của đất nước. Sau đó bị đuổi, chúng lại hiên ngang ôm tiền triệu đô la ra nước ngoài sinh sống. Một bạn đọc khác đã nêu quan điểm của mình như vậy. Không siết cán bộ kê khai tài sản thì không thể chống được tham nhũng. Ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan đến vấn đề này cho biết ý kiến của mình tiếp theo như sau. Có cơ chế gì chống tham nhũng đã thực hiện được đâu mà hết tham nhũng được. Đây là hình ảnh ông Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền khi nghỉ hưu cũng có một căn biệt phủ nguy nga tráng lệ mà ông nói phải làm thối móng tay mới có được. Nhiều lắm, tràn lan, tham nhũng, đàng hoàng trên đường phố, công an đón người ta kêu có tội rồi phạt, tiền đưa vào túi chứ có đưa vào ngân sách đâu. Còn chuyện tham nhũng bên trong thì đủ thứ tham nhũng, chưa có giải pháp, chưa có chế tài nào để trị tham nhũng đến nơi đến chốn. Chính Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
vào hôm 14 tháng 9 năm 2020 khi gửi báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi hành án năm 2020 của Chính phủ cho biết trong số 75.000 tỷ đồng tham nhũng phải thu hồi đã xác định được gần 49.000 tỷ đồng có điều kiện thi hành án nhưng chỉ thu hồi được 11.000 tỷ đồng và đạt 23% mà thôi. Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, mặc dù việc thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng không nhiều, nhưng số tiền phải thi hành án trong từng vụ là rất lớn. Trong khi đó, các bị cáo này không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để thi hành án. Còn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, hiện là thành viên nhóm Lập quyền dân khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan đến vấn đề này đã nhận định như sau. Bất cứ một lãnh đạo của bất cứ một bộ ngành, bất cứ địa phương nào không chứng minh được tài sản lớn, nhà cao, cửa rộng, biệt phủ thanh thang vân vân thì người ta có quyền nghi vấn và kiểm tra. Nếu không chứng minh được thì tức là tài sản bất minh. Khi đó nhà nước phải tịch thu. Nhưng bây giờ luật bày cũng ra cho Quốc hội Việt Nam nhưng không quyết được, có nghĩa là họ dung dưỡng cho một thái độ bất minh. Và rốt cuộc tiền tham nhũng vẫn nằm trong túi vợ con, bà con thân thuộc của những người phạm tội. Họ chuyển ra nước ngoài, đánh mất tài sản của nhân dân, của đất nước. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, tham nhũng ở Việt Nam là một điều mà ai cũng thấy, nhưng Đảng Cộng sản sẽ không giải quyết được vấn nạn này nếu vẫn giữ cung cách đảng lãnh đạo như hiện nay mà không có tam quyền phân lập, không có tự do ngôn luận, không có phản biện xã hội. Và ai công kích hoặc phê phán thì coi là chống đối nhà nước, bỏ tù, nên cũng không thể dựa vào dân để đẩy lùi tệ nạn này được. Và vì sao không công khai tài sản cán bộ, câu hỏi cũng được đặt ra. Khi trả lời Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, nhà hoạt động Trần Bang đã nói như sau. Bởi vì do không được minh bạch, thể chế độc đảng cái gì cũng bí mật, sức khỏe của cán bộ cũng bí mật, tài sản của cán bộ cũng bí mật, quá trình công tác cũng bí mật, dân chẳng biết để soi. Vì vậy, người ta trượt dài trong bí mật ấy, chỉ khi nào trong đảng đấu đá đưa ra thì dân mới biết người đó có tội. Đây là hình ảnh căn biệt phủ xây bằng 80 mét khối gỗ quý của ông Chi Cục trưởng Kiểm Lâm Quảng Trị được khai báo là xây bằng tiền tiết kiệm hàng chục năm. Trong khi cần công khai minh bạch tài sản để có thể xác minh thu hồi khi có vi phạm tham nhũng, thì vào đầu tháng 6 năm 2020, Bộ Tư pháp đã đưa ra dự thảo quy định số liệu thu hồi tài sản tham nhũng là danh mục tối mật. Theo Bộ này giải thích, dự thảo căn cứ theo quy định tại khoản 14 điều 7 Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018. Trong đó, nội dung về thông tin, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Có nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng vì chỉ có quan chức là đảng viên Đảng Cộng sản mới tham nhũng, do đó nếu công khai sẽ làm cho người dân mất tin tưởng. Tuy nhiên, càng không công khai lại càng chứng tỏ không minh bạch. Điều này làm dư luận nên nêu câu hỏi liệu chính quyền có thật lòng muốn chống tham nhũng khi không quyết liệt trong việc bắt cán bộ kê khai tài sản hay không. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cũng giải thích tiếp như sau. Có quy định kê khai tài sản nhưng họ chỉ giữ với nhau hoặc có thể trong nội bộ lúc họ đánh nhau có thể lôi ra. Nhưng nếu thông tin minh bạch đã làm quan chức nhà nước có thể không cần phải công khai ở mức đăng trên báo nhưng phải để cho bất kể một công dân nào có quyền tiếp cận thông tin ấy và nó phải có quy định rõ ràng là sử dụng thông tin ấy như thế nào. Còn giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây cho rằng bản chất của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là khó giữ liêm khiết vì cơ chế độc quyền, độc đảng, độc trị. Cơ chế ấy, theo ông, dễ tạo ra những kẻ tham nhũng, những kẻ hối lộ. Chẳng qua là họ nằm ở phe cánh nào và đã lộ ra hay chưa mà thôi. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, một khi nhà nước toàn trị do một đảng cầm quyền và không có ai kiểm soát, thì tất yếu là các cơ quan trực thuộc nhà nước sẽ lũng đoạn. Bởi vì theo ông, không có đảng đối lập để kiểm tra, kiểm soát được họ. Cho nên tình trạng tham nhũng gần như là quy luật và không thể nào giải quyết được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 với bản tin đuổi việc cán bộ che giấu tài sản là cách diệt trừ tham nhũng. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.